ơi, đừng để nó tập Q-Lang đi XP nữa. Người nó không ra, người nó cầm Q-Lang đi XP. À đi kỹ sư à, ok ok, rồi đi kỹ sư đi. Anh em kênh của bạn nào đi XP hay hay một tí nhá. Đừng, đừng, chị ôm em, ôm em đi, ôm em đi. Đánh nó có làm tanh tanh. Hello bạn Thiên Hảo nha, thi thoảng đây mới gặp mấy bạn trẻ con vào phá anh em. Nhiều lúc ấy, đánh kiếm tung quay cái này ra, đánh kiếm chỉnh luôn. Chấp hành đủ lắc để bác hồ dậy luôn. Vẫn vào phá được cái bơm. Không hiểu kiểu gì sao cứ khóa phá cái bơm nhờ. Có thể mang suy nghiệp. Mọi người đi Peter Thành với anh em đấy. Cái này là không phải là cái giáo án chung đâu. Nhưng mà anh em chỉ có dùng ấy, mang cái suy nghiệp thì phải trầu vãi đái luôn. Solo bọc bọc luôn cái mang suy nghiệp đấy mọi người ơi. Anh em đừng có bảo là thằng đi bơm để chơi con dùng để mang suy nghiệp. Mày phá game à? Mà từ anh suy nhật cái 3 game chưa thua game nào. Cứ mang công biến lại mang cầm thét là thua nhá. Mang suy nhật cái này trâu với cái này đó. Cái kim solo đó luôn anh em. Anh em đừng cố định một vị trí solo kill đó. Khỏe vậy cái biểu ra thôi. Vậy thì sẽ cầm suy nhật mọi người. Theo lời anh em nói, suy nhật và mang phép bổ trợ thật thuận nhá. Trâu với cái này nè. Trâu là trâu. Anh em nào mà chưa được em tin chào mọi người, coi bác lên một câu để em tin chào tất cả mọi người nha. Nguyên vừa đi thi về trái Quy nhá, ok. Bây giờ Tuy lịch like của lại, Tuy sẽ báo lại lịch like của Tuy cho tất cả anh em nhá. Buổi sáng mình sẽ like 3 tiếng, buổi chiều mình sẽ like 3 tiếng nhá. Tối 10 giờ đêm giờ chắc là Tuy không like đấy anh em ạ. Để máy cho những bạn khác trong công ty bằng cái like. Nên là anh em thông cảm một tí bớt là tối đêm Tuy không like nữa. Đi like xong cái ca này là bắt đầu là Tuy Ca này của Tuy sẽ 3 tiếng mọi người ạ. Xong cái ca này là Tuy xin phép bộp like để sáng mai. Hẹn gặp lại anh em lúc 9 giờ sáng mai nhá. Còn tối lên mà Tuy vui vẻ thì sẽ đánh có 2 cái video nhiều thì... Đã lấy ấy, nhiều video hay phết đấy. Các kết một nhiều video hay phết. Tối nay thì off thì không mai thì đăng cái video cho anh em xem nhá. Ok chưa? Hello bảo phục Quỳnh Bảo nhá. Đừng có chơi cái gì. Hello Vinh Đào nhá. Đầu chữ không còn nữa rồi anh em ạ. Bây giờ đầu của mình là hôm qua mới về quê anh em ạ. Hôm qua thì mới về quê xong. Mấy cái cô gì chú bác là quê ấy. Cứ bảo sao dạo này mày béo thế nhỉ. Tóc mày dài như thế này giống Hàn Quốc thế. Mình bảo là cháu là người Việt Nam nhá. Cháu quê ở Nam Định, cháu không phải quê ở Hàn Quốc đâu. Thế mà không tin, cứ bảo cãi bằng được là người Hàn Quốc. Bực thật đi. Ok, chào mừng anh em đến với Bình Nguyên Vô Tảnh nha. Làm việc với thằng Ngọc này, chỉnh đúng nha, chỉnh đúng Ngọc là bắt đầu chơi. Mở nhạc lên anh em ơi, làm một tí nhạc lên nào. Lên nhạc. Anh em, lên nhạc. Cầm cái... Để anh gái làm gì để em vào em xem á. Mày con gái, anh chỉ để lừa thôi, không ngờ mày vào thật. Vào thật thì xem livestream cho anh tìm ấp đi. Like, follow cho Tuy đi. Em ơi, tụi đánh rôn anh em ạ. Dạo này thích chơi con này vãi cả đái đó. Bao giờ mùa hè là cắt trọng. Bao giờ đến mùa hè thì chưa cắt trọng anh em. Blue này, là cái blue này. Ê, gấu DXB à. Ê, hay này. Hay này kìa, chơi đó không được em không được đâu. Đừng đe theo nó nữa, hết chiêu, đừng đe theo nó nữa. Đe theo nó cầu máu đau lắm. Gấu đi mic á, đi. Ma người không ra người, chỉ còn gấu đi mic nữa. Hello Tanh nha, hello bằng Duy Mini nhá. Anh em ơi, anh em làm mà chưa follow cho Tuy. Cho Tuy blue follow cho nó rực rỡ mọi người. Game này là quy len đi top gấu cho đi mic. Con này nó lăng quăng quá cơ. Người không ra người để chơi mấy cái con rông rông dài dài anh em. Đánh luôn đi. Ở bên là cũng Liliana đi rừng à. Bướng nhờ, lấy cái quả kháng phép đã. Tuy lên cái quả kháng phép này cho nó chắc kèo anh em ạ. À, đứng cái trong chỗ anh em ơi. Chào thằng rừng có lên gánh, thằng rừng có đang giữ được cây sơ cơ mà. Chào thông nhá, chào lông nhá. Anh nhầm chào lòng. Chào nó thành lông, nó lại ối dồi ôi, tí bữa phát thì chết. Hay kìa. Không có thằng nào in máu để tích cầu cái ulti nhỉ. Rồi ôm này anh em, nó ganh Tuy đấy, bây giờ nó ganh Tuy, nó ăn rồng đấy. Mình ôm cho nó chắc kẹo. Con này thì anh em đấy cảnh thạnh rồi anh em ạ. Không sợ, giỡn nhưng mà cũng có phép mà. Tim có tu len đi rừng này, tu len đi rừng là có phép rồi. Lấy sai được không? Để anh bắn cho cái ú chiêu cuối cái. Thằng Lily, ê! Mày ảo game à? Hả? Mày biết tao mang cái gì không? Mày có biết tao mang cái gì không? Hả? Mày có biết tao mang suy nhược không? Trả lời! Ui! Ai? Mang suy nhược ao đi 1 đổi 3! Đòi vào băng trụ riêng anh T-Bop ha? Nghĩ là Zong nó yếu, bình thường nó yếu. May mà cái là nó chết. Nhưng sai lầm. Ha! Anh chính đã có cái bên trong mình đó là cái con bài suy nhược. Nó đẻo được không? Để anh bắn cho chiêu cuối này à? Dòng tui len ơi! Dòng ra dòng rồi về blue em ơi. Quá là ảo nhầy anh em. Mang suy nhật thì bơm đi. Đánh con dâu này chỉ có auto win luôn. Blue không được rồi anh em. Không ăn được blue. Ăn được cái blue thì phê. Đó. Nhìn anh em nhìn cái kịch bản chưa. Mày này thì ba cái thằng Zalo ở đâu mọi người. Chào Tuyên đi. Chào Tuyên bang với cái thằng Zalo đấy anh em. Người thì không ra người để Zalo ra lú nữa. Từ từ em ơi. Anh vừa ba cái thằng Zalo. Chào Tuyên.